Alo, em nghe được không? Dạ vâng ạ, dạ em nghe rồi ạ. Trước khi vào học ấy thì chị em mình trao đổi một tí được không? Dạ vâng ạ. Ừ. Dạ, ô, cái này là gọi thường chứ không phải là gọi video đúng không ạ? Ừ, thì không cần gọi video đâu, chỉ cần nghe được là được mà. À, dạ vâng Ừ. ạ. Và bây giờ thì cái quan trọng nhất là mình sẽ học mà mình sẽ xử lý trên phần mềm kế toán đấy. Thì bây giờ này, trước khi học chị hỏi một tí là chị thấy em đăng ký học ở trên chứng từ của bên chị ấy, thế nhưng mà khi mà mình học thì hiện tại là bên em ấy nó gồm những cái lĩnh vực gì nhỉ, công ty bên em ấy đang làm ấy? Dạ, hiện tại thì công ty của em đang làm môi giới cho công ty khác. Môi giới cho công ty khác. Ừ. Tức Dạ là đúng rồi, em nhưng mà sau này là sẽ làm chủ đầu tư luôn ạ. bây giờ là Là em dạng sẽ là xây mình tự quy hoạch dự án á, xong rồi xây lắp hạ tầng rồi xây lên luôn. xây Còn hiện dựng tại giờ lên, mới chỉ là môi giới thôi. hiện tại là môi giới đúng không? Hóa đơn anh thu được Dạ. ra mình có nhiều chưa? Dạ, công ty em thì mới thành lập tháng 12 năm 2019. Ừ, thế tháng 12 năm 2019 rồi, thế có nghĩa năm 2020 là mình phát sinh doanh thu được đúng không em? Dạ, năm 2020 phát sinh doanh thu từ tháng 3. Từ tháng 3 thì ok, tại vì thế này Dạ, mới có ít ạ. mới có ít đúng không? Thế và Dạ vâng. vậy thì bây giờ này, một lại cách một đấy thì là chị sẽ dạy cho em ở trên cái hồ sơ của trung tâm đó. Vâng. Ừ, theo anh em đăng ký. Cách hai là chị sẽ dạy cho em ở trên cái hồ sơ của bên em luôn, thế nào cũng được, em muốn chọn theo hình thức nào? Dạ, thì tại vì hiện tại là bên em chưa có phát sinh nhiều nên là học À, giáo trình của trung tâm chứ. nhất trí em nhá. Thế thì mình sẽ đi theo cái giáo trình bất động sản của trung tâm ở đây, thì sau đó thì mình sẽ vận dụng kiến thức vào để mình làm cho công ty của mình ý nhá. Có gì không hiểu thì em cứ hỏi chị, à, chị sẽ tư vấn cho. Thế thì đối với khóa học về ngắn bất động sản này thì bên chị sẽ có các phần đấy, như là cái giáo trình mà em đang mở ra thế này này. À, phần đầu tiên ý là nó sẽ nói về các vấn đề đầu kỳ, tức là liên quan đến số dư đấy, thấy không? Cái phần này là cũng là một trong những cái phần là đơn giản nhất trong tất cả các phần này nhé của một công ty. Phần giáo trình nào bên chị cũng sẽ có cái nội dung đầu kỳ này. Nội dung đầu kỳ này thì nó có mục đích là mình căn cứ vào số dư của năm ngoái. Ví dụ như bây giờ em tiếp nhận một công ty ấy, thì em cũng phải check lại tất cả các thông tin ở trên số dư đấy để lại ấy, nó có khớp giữa báo cáo tài chính so với các báo cáo chi tiết hay không đó. Ừ. Và từ đó mình sẽ tiếp tục hoàn thiện cái công tác kế toán của mình trong cái năm năm hiện tại mà mình phải chịu trách nhiệm đấy, thấy nha. Thế thì bây giờ để chị giới thiệu qua về cái giáo trình một chút cái đã. Rồi, thế thì bây giờ mình ở phần đầu là nói chung là nó sẽ có các vấn đề như là danh sách công trình. Thế tại sao ở mà lại có danh sách công trình? Bởi vì đây là có cái môi giới ấy, dịch vụ môi giới đấy, em hiểu không? thì Môi thì giới. môi giới đúng rồi, dịch vụ nó là một cái mạng dịch vụ môi giới bất động sản đấy. Thế thì thế thì thực ra không phải là công trình xây dựng đâu, nhưng mà gọi tắt cho nó ấy, là như thế. Vì trong phần mềm kế toán Visa ấy là nó có tính giá thành theo sản phẩm này, tính giá thành theo công trình này đấy, tính giá thành theo thành công trình. Dạ, em hỏi thêm là có phải công trình ở trong cái giáo trình và bất động sản này là dạng như là mình tự xây lắp lên đúng không ạ? Nó là Hay các cái là dịch công trình vụ như thế nào? bất động sản đấy, dịch vụ môi giới. Thế còn đến cái phần tí nữa vào trong thì em sẽ rõ hơn đấy, tức là trong bất động sản nó chia ra thế này này, một là mua và bán, thấy chưa? Mua bất động sản xong rồi bán bất động sản đó, thì thường thường là mình mua một căn nhà mình bán một căn nhà, cái đấy nó dễ nhưng mà nó cũng rất là ít 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 khi được như thế lắm. Hầu như kể thậm chí là mua hiểu với nhau là mua, nhưng mà khi mua thì mình sẽ thanh toán theo từng giai đoạn. Ví dụ như một căn nhà 10 tỷ đi nhá, nhưng bên em thanh toán lần thứ nhất là 2 tỷ, rồi lại 3 tỷ, rồi 5 tỷ. Tức là bên bên nhà cung cấp họ sẽ xuất cho mình những cái hóa đơn rải rác ra, cùng là căn nhà số số 1 chẳng hạn, em hiểu không? Nhưng mà hóa thanh toán thanh kiểu như thanh toán theo tiến độ ấy, thanh toán theo tiến độ mình trả tiền cho nhà cung cấp ấy. Thế thì đối với công để chị phân biệt những cái cách làm cái đã, chung chung cái đã. Thế sau những cái
Về vấn đề hạch toán thì mình sẽ đưa thẳng vào tài khoản 154, hiểu không? Dạ. Tức là không, dạ, không không phải là đưa luôn 156 giống như kiểu một cái mặt hàng, nó là một cái mặt hàng trọn dạ. vẹn được đấy. Để đưa vào 154 cái đã, xong rồi vẫn tính giá thành cho nó, rồi lúc đó mới nhập kho cái thành phẩm đó là một lượng 155 trên có 154, rồi khi bán bán nguyên cả căn nhà thì bắt đầu mình mới định khoản nợ 632 ấy, trên cho tài khoản 155 đấy. Vậy đây đây chính là danh sách các cái chi phí dở dang đầu kỳ của các thành phẩm ấy này đó, đó. Còn chi phí dở dang đầu kỳ của các công trình, tức là em đi môi giới em được 100 triệu chẳng hạn, thế nhưng mà cái cái vấn đề môi giới đó nó nằm ở ngày 31 tháng 12 năm 2019 ấy em, thấy chưa? Thế thì thực ra là em mới bỏ chi phí ra như là nhân sự ấy, như là các chi phí bảo hộ, bỏ đồng phục các kiểu, rồi chi phí phân bổ công cụ khấu hao tiền xăng, tiền dầu cho nhân viên đi đi mua, đi làm cái công việc đó, nhưng mà nó chưa hoàn thành, em hiểu chưa? Em vẫn bỏ chi phí ra nhưng nó chưa hoàn thành, nó chưa nghiệm thu cái công việc đấy. Không phải không chỉ có những trong xây dựng thì mới có nghiệm khu công việc đâu, trong bất động sản hay những cái loại hình khác ấy, nó vẫn phải có những cái yếu tố như là nghiệm thu công việc, hiểu không? Mặc dù nghiệm thu ở đây nó chỉ là biên bản thôi, chứ không phải như trong xây dựng là nghiệm thu là phải hai bên, rồi là đây cũng hai bên, nhưng mà nó mang tính chất nó đơn giản hơn, nhưng vẫn phải gọi là vẫn phải nghiệm thu công việc. Thì vậy thì cái chi phí để bỏ ra rồi nhưng mà chưa hình thành doanh thu, chưa nghiệm thu, thì nó chính là chi phí dở dang của các công trình, em hiểu chưa? Đấy. Thế thì bây giờ đấy là cái phần thứ nhất, nói chung là về đầu kỳ. Sau đó những cái phần dễ hơn như là tổng hợp công nợ phải thu, tổng hợp công nợ phải trả, thấy chưa? Danh mục khách hàng nhà cung cấp, tất cả những phần này là mình sẽ phải khai báo nó lên. Bảng phân bổ công cụ dụng cụ, bảng tích khấu hao tài sản cố định ấy, và bảng cân đối tài khoản đầu kỳ thì em phải đưa lên, thấy chưa? Để làm số dư đầu kỳ. Thế tiếp theo thì trong ta sẽ đi tiếp các cái phần 2, phần 3 này ấy, là những cái gì, là những cái hóa đơn mua vào. Ví dụ như nó là chi phí thì anh mạch toán thế nào ấy, hóa đơn công cụ, hóa đơn tài sản ấy, tất cả nó nằm hết ở trong các cái phân hệ này. Tiền lương rồi phân bổ công cụ, khấu hao tài sản cố định ấy. Đó, giá thành, giá thành ở đây thì trong này bên chị sẽ phân ra giá thành của cái bất động sản mua và bán, giống như chị nói ấy, nó hình thành qua các giai đoạn, mình vẫn phải tính giá thành, và giá thành của dịch vụ bất động sản, và một số cái vấn đề khác như là liên quan đến công ty này thì nó nằm hết ở trong các cái phần hệ này. Bây giờ chị sẽ đi vào cái phần đầu tiên thôi đã. Thì khi học ấy, em sẽ bấm vào cái chỗ bất động sản này, tài liệu phần 2, được chưa? Mỗi buổi học thì mình sẽ vào đây để nhập liệu. Thế về phần mềm kế toán Visa em đã quen chưa? Dạ có, em có bật ở dưới sẵn rồi. Không, ý của chị là em đã từng dùng cái phần mềm kế toán này bao giờ chưa? Dạ rồi, hiện tại công ty em cũng đang dùng Visa. À, đúng rồi, chị sẽ dạy em cách tạo cơ sở ban đầu ấy của một dữ liệu kế toán nhá. Vì cái dữ liệu của cái giáo trình bất động sản này nó đang là 1 tháng 1 năm 2018 em ạ. Thế thì cái mục đích của ta là ta sẽ tạo ra một cái dữ liệu để mình làm việc, thì mình sẽ bấm vào dấu tạo dữ liệu ban đầu em đó. Thì mình sẽ bấm chữ tiếp theo ở đây, thì ở đây mình sẽ ghi là kế toán bất động sản, hoặc là mình cũng có thể ghi một cái dữ liệu lạc học nhá, kế toán bất động sản. Cái đường lưu dẫn lưu trữ ấy, bao giờ phần mềm cũng để vào đây, bấm tiếp theo. Em đã có thông tin rồi đúng không? Thì em sẽ bấm vào đăng nhập ngay nhé. Hay là quên mật khẩu rồi? Đây là nó đúng rồi đó, em thấy nó quay ấy. Đánh trên công ty nó cứ toàn nhớ mật khẩu mà. Em đánh tên công ty của em, viết tắt là 123 và đánh cái mã số thuế thôi, để chỉ mình bỏ qua. Công ty của em đang làm đây đúng không? Em viết tắt cũng được, không cần phải viết rõ đâu. Hoặc em có thể ghi là công ty Việt Hưng cũng được, không sao. Thực ra ấy, thì bản quyền của là bản quyền của bên chị ấy. Thì kể cả em không ghi cái thông tin đây, chỉ là để mình nhìn thôi. Mình nhìn để mình xem là mình vào cái dữ liệu này nó là công ty nào, em hiểu chưa? Chứ còn bản chất ấy là bản quyền, là nếu em có bản quyền ấy thì là ok, còn không thì bản quyền của bên chị. Thì quan trọng là khi kết xuất sổ sách ra ấy, chị sẽ hướng dẫn cho em đổi tên cái file Excel mà khi em kết xuất ra ấy để em lưu ấy, và em cách lưu như thế nào để phù hợp cho một cuộc quyết toán ấy, thì từ những cái bài cuối ấy chị sẽ giảng cho em hết nhá. Đánh lại số chứng từ rồi kết xuất rồi.
Em là ở thành phố Hồ Chí Minh nhỉ? Trong đấy học bên chị rất là nhiều đấy. Thì như em tìm về cái thái học về bất động sản thấy của bên mình này. Đúng rồi, bên chị là dạy chuyên sâu ra từng khóa ấy. Chứ không dạy chung chung. Vì bản chất của doanh nghiệp là nó phải đi theo vấn đề nào ra vấn đề đấy ấy. Nó không chung được. Rồi em bấm tiếp theo đi. Em tìm thấy bên chị là ở Google à? Hay là ở YouTube? Tại nói chung là em biết cái chỗ của mình lâu rồi, nhưng mà chỉ có coi ví dụ như trang hay là cái gì đó thôi, hoặc là lâu lâu có video á. À, tức là em có theo dõi kênh YouTube của bên chị đúng không? Dạ có, em có đăng ký ở bên đó. À, rồi ok, chị bảo này, cái mà năm tài chính này nhá, thì ví dụ như em làm từ mùng 1 tháng 1 năm 2020, thấy chưa, thì em cũng sẽ để yên như thế này để nó chạy. Nhưng mà ví dụ như em nhận một cái dịch vụ kế toán mà em làm từ năm nào đó, em hiểu không, thì em lại quay về cái năm mà mình đang làm nhá. Thế ví cũng giống như giáo trình của bên chị ấy, là Đào đang để vào năm 18, thì tất cả các thông tin này chị phải để về năm 18 hết. Tức là mình sẽ chốt sổ vào 31 tháng 12 năm 2017. Em hiểu không? Nhá. Đấy.